Truyền kỳ về Chế Thắng Phu Nhân, người vợ bị Hà Bá cướp mất của vua Trần Duệ Tông. Khi nói về cuộc đời của Chế Thắng Phu Nhân, cả chính sử và giả sử đều mang nhiều màu sắc huyền bí ly kỳ, nhằm khắc họa tấm lòng trung trinh, tận hiến của một bậc nữ trung hào kiệt nước Đại Việt ta thời nhà Trần. Hãy cùng người kể sử lắng nghe câu chuyện truyền kỳ về bà qua video này. Giai thoại về xuất thân. Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm khi viết cuốn truyền kỳ Tân Phả, có lẽ đã căn cứ vào các thần phả và truyền thuyết trong dân gian để xây dựng lên hình tượng một nhân vật đại diện cho người phụ nữ, mà ở đó người phụ nữ có đủ công dung ngôn hạnh, thông tuệ không kém gì nam nhân. Theo đó, bà tên thật là Nguyễn Thị Bích Châu, sinh khoảng năm 1356, đời vua Trần Dụ Tông. Niên hiệu Thiệu Phong thứ 15, là con gái quan đại thần họ Nguyễn, dân gian quen gọi ông là Nguyễn Tướng Công, quê ở vùng đất nay là xã Bảo Lộc, Hải Hậu, Nam Định. Nguyễn Tướng Công và vợ là Phạm Phu Nhân ở với nhau đã lâu, nhưng mãi tới năm 40 tuổi ông bà mới sinh được một mụn con, cho rằng đây là phúc đức được ông trời ban cho, nên ông bà hết mực yêu thương và đặt tên con là Bích Châu, nghĩa là viên ngọc quý. Dù là con gái, nhưng là con một nên bao nhiêu tâm tư cha mẹ đều đổ dồn hết cho bà. Cầm kỳ thi họa, ngũ thư tứ kinh, cho đến cung kiếm, cha mẹ đều dốc lòng tìm thầy giỏi về dạy, nên sau này các thứ trên bà đều thạo cả. Năm Long Khánh thứ nhất, 1373, bà được tuyển vào cung làm phi cho vua Trần Duệ Tông, được vua sủng ái gọi là Nguyễn Cơ. Giai thoại về cuộc gặp gỡ với vua Duệ Tông. Theo những gì truyền kỳ Tân Phả mô tả lại thì, dịp rằm tháng 8 năm nọ, khi vua Duệ Tông vi hành, ngắm cảnh phố phường, vua thấy mọi người đi lại mua bán nhộn nhịp vui vẻ, cảnh trí thật là ngoạn mục, vua liền nghĩ ra một vế đối rằng: Thu thiên họa các, quải ngân đăng, nguyệt trung đan quế, nghĩa là trời thu gác tí, treo đàn bạc, quế đỏ chắc trăng. Trong lúc các quan theo hầu đang mải suy nghĩ tìm vế đối lại thì từ đâu đó có tiếng đối lại rằng: Xuân sắc trang đài, khai bảo kính, thủy đê phù dung, nghĩa là sắc xuân đài trang mở gương bóng, phù dung đáy nước. Nghe những lời đối lại này, vua rất lấy làm tâm đắc, liền sai người gọi đến. Thấy Bích Châu không những giỏi thi phú, mà dung mạo lại còn xinh đẹp. Vua liền thưởng cho đôi ngọc long kim nhĩ, tức là đôi hoa tai bằng vàng cần ngọc hình rồng nổi, đồng thời chọn bà nhập cung làm phi. Lại ban thêm mỹ hiệu phù dung, ngụ ý nhan sắc của bà lộng lẫy như đóa hoa phù dung. Giai thoại về Kê Minh Thập Sách dâng lên vua Trần Duệ Tông. Sử sách ghi nhận, Trần Duệ Tông là một vị hoàng đế có cá tính mạnh mẽ, mang hoài bão chấn hưng Đại Việt vốn đã suy bại từ thời vua Trần Dụ Tông và Dương Nhật Lễ. Ông cũng là người đã đưa ra nhiều chính sách tiến bộ như tuyển chọn nhân tài không phân biệt là xuất thân bình dân hay hoàng tộc, coi trọng nho sĩ, đề cao văn hóa nước nhà, như không cho phép mặc áo kiểu phương Bắc và hạ lệnh thần dân phải giữ gìn tiếng Việt, không lai căng học nói tiếng chim Lào. Đáng tiếc, tính cách có phần ương ngạnh cố chấp, xem thường bề tôi, coi khinh giặc ngoài. Cho nên, chính sự Đại Việt thời kỳ này tuy có được cải thiện nhưng không đáng kể, nguy cơ nội loạn và họa chiêm thành vẫn luôn luôn trực chờ ở bên. Cảm thấy lo lắng cho nhà vua cũng như an nguy của quốc gia, Bích Châu đã dành nhiều tâm huyết để soạn thảo và dâng lên vua bản tấu nêu ra 10 kế sách trị nước an dân, đại ý mượn tiếng gà gáy buổi sáng để mong thức tỉnh nhà vua. 10 kế sách đó được gọi là Kê Minh Thập Sách, nội dung đại thể như sau. Nhất viết, phù quốc bản, hà bạo khứ, tắc nhân tâm khả an. Nhì viết, thủ tụ quy, phiền nhiễu cách tắc triều cường bất vần. Tam viết, ức quyền hành dĩ trừ quốc đố. Tứ viết, thải nhũng lại, dĩ tính dân ngự. Ngũ viết, nguyện trấn nho phong, sử tước hỏa giữ nhật nguyện nhị tịnh chiếu. Lục viết, nguyện cầu trực gián, hội thành môn giữ ngôn lộ nhi tịnh khai. Thất viết, luyện binh đương tiên dũng lực nhi tả thân tài. Bát viết, tuyển tướng nhi hậu thế gia, nhi tiên thao lược. Cửu viết, khi giới quy kỳ khiên nhuệ, bất tài thi hoa. Thập viết, trận pháp giáo dĩ trình tề, hà tu vũ đạo. Nghĩa là, điều 1, bền gốc nước, trừ kẻ bạo thì dân chúng được yên. Điều 2, giữ nếp xưa, phiền nhiễu nên bỏ thì triều cương không dối. Điều 3, ngăn kẻ lạm quyền để trừ mọt nước. Điều 4, loại bọn quan tham nhũng để bớt vơ vét của dân. Điều 5, mở lối nho phong để ngọn lửa đón được soi cùng mặt trời mặt trăng.
Điều 6. Tìm những lời trực gián để đường ngôn luận được rộng mở như cửa thành. Điều 7. Rèn luyện binh sĩ cần lất hạng có dũng lực hơn là hạng vóc vạc lớn. Điều 8. Chọn tướng chấp nên lựa người thao lược sau mới đến là bậc thế gia. Điều 9. Khí giới có tinh nhuệ hơn là lòe loẹt. Điều 10. Tập trận pháp cần chỉnh tề không cần múa nhảy. Cuối bài, Kê Minh thập sách, Nguyễn Cơ viết đại ý, mấy việc kể trên thật hợp thời này. Một tấm lòng trung mạo muội tỏ bày, lời quê mộc mạc, xin vua xét lấy. Điều dở thì bỏ, thi hành điều hay, nước được thịnh trị, muôn dân vui vầy. Tấm lòng thiếp vậy, từ nội dung của Kê Minh thập sách cho thấy, lời khuyên của bà Bích Châu với vua Trần Duệ Tông là một bản kiến nghị mang danh nghĩa lời khuyên nhỏ nhẹ của một người vợ đối với chồng lúc gà vừa gáy sáng. Nhưng đây thực chất là một chính sách toàn diện nhằm cải tổ bộ máy nhà nước chuyên chế trên cơ sở mầm mống phôi thai của tinh thần dân chủ. Tiếc rằng, dù Duệ Tông rất tán thưởng những lời lẽ trong Kê Minh thập sách, tới nỗi phải vỗ trán mà thốt lên rằng, không ngờ ái phi lại thông tuệ đến thế. May cho trong cung của trẫm xuất hiện một bậc từ phi, nhưng sau đó vua cũng chẳng thèm để ý tới nữa. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Na, trong một nghiên cứu cho rằng, Kê Minh thập sách của cung nữ Bích Châu thế kỷ 14 dường như được Đoàn Thị Điểm sao chép thay đổi nội dung từ Thập Điều Khải của Thái Thường Tự Khanh Bùi Sĩ Tiêm dâng vua Lê Duy Phường năm 1731 thế kỷ 18. Giải thoại về cái chết. Năm Long Khánh thứ tư 1376, tháng 5, Chiêm Thành đến cướp Hóa Châu. Tháng 6, Trần Duệ Tông giận dữ xuống chiếu ngự giá thân chinh đi dẹp giặc. Bích Châu bồn chồn lo lắng dâng biểu khuyên can, rồi bà lại viết tiếp đoạn ngắn nhắc nhở hoàng đế, việc trị đạo nước trước gốc sau ngọn, xin nghỉ binh cho dân chúng yên lành. Trị cái rắn nên dùng cái mềm, phục dợ sa cốt lất đức. Đó là thượng sách, xin quan gia xét đoán cho minh. Bài biểu dâng lên cũng không lay chuyển nổi hoàng đế, cung phi Bích Châu buồn lo than thở, nghĩa lớn là vua tôi, ái tình là vợ chồng. Vậy mà không giỏi khuyên can để giữ nên bình trị, không biết khéo lời để ngăn lòng hiếu chiến, như thế ta đã là người vô dụng chăng? Biết hoàng đế nhất định không chịu nghe, bà đành xin đi theo hộ giá. Trong truyền kỳ Tân Phả, cái chết của bà được mô tả rất hoành tráng như sau. Quân Trần buổi xuất binh ngày ấy cờ xí dợp trời, chiêng trống dậy đất, truyền rằng trùng trùng lớp lớp, binh sĩ gươm giáo sáng loáng, hùng khí chất ngất từng mây. Nhưng khi đoàn thuyền chiến vừa đến cửa bể Kỳ Hoa, nay thuộc Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh trời bỗng nổi cơn phong ba bão táp. Đoàn thuyền đành tạm neo ngay lại đấy, bởi mặt biển thường nổi sóng cao và xoáy lốc, ngay sát bờ đã là dãy vực thẳm đầy đá nhọn, ra càng xa thì vực càng sâu, lòng biển lởm chởm hàng khối đá ngầm. Binh thuyền phải vất vả thương tổn khá nhiều mới dàng nổi dây neo. Nhưng cơn giông bão vẫn dai dẳng càng lúc càng dữ dội hơn. Đoàn thuyền chiến nhấp nhô đập chúi vào nhau rầm rầm, nhiều cái bị đứt dây, lao đi vùn vụt đâm vào đá vỡ toang. Quân lính lớp chết, lớp kêu la chới vơi, số còn sống ai nấy đều kinh hãi nản lòng, nhà vua nhất quyết đợi tan cơn bão sẽ tiến binh tiếp. Đêm ấy, vua Duệ Tông mộng thấy một vị thần xưng là Nam Minh Đô Đốc, thủ hạ của Quảng Lợi Đại Vương, muốn xin vua ban cho một người thiếp, nếu được như ý nguyện, mới làm cho bể yên. Sóng lặng để thuyền vua đi qua. Vua sợ hãi, vội cho đòi các quan tướng và phi tần đến chỗ ngự tầm. Kể lại giấc mơ, trong khi các quan tướng chưa biết ứng đối thế nào, thì Bích Châu từ sau trướng bước ra, nói, việc linh ứng của thần nhân như vậy là rõ ràng, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Tiện thiếp tình nguyện liều tấm thân bèo bọt này để chu toàn cho đoàn ngự giá và quan quân. Trần Duệ Tông bàng hoàng chưa kịp phán bảo cản ngăn thì bà Bích Châu đã nhanh nhẹn quay ra thuyền lệnh, các quan mau mau sửa soạn lễ vật cúng thần biển, kinh báo thời khắc thiếp tôi được nhà vua cử làm sứ giả đi gặp thần biển xin sóng lặng bể yên phù trợ cho vua quan, quân lính nhà Trần được chiến thắng dịp này, đem bình an về cho đất nước. Bà vừa dứt tiếng thì từ nhà vua đến các quan có mặt quanh đó đều sửng sốt, nghẹn lời, mặc hết những lời can ngăn. Bà Bích Châu vẫn một mực tha thiết tâu xin cho bà có dịp được vinh hạnh phò vua, giúp quân, đền nợ nước. Không làm sao hơn, tất cả đều nén lòng nghe theo ý chí cương quyết của cung phi Bích Châu. Một cung nữ tài sắc, mới kề cận nhà vua được 4 năm, được Duệ Tông sủng ái rất mực như vậy mà dám lìa bỏ tất cả, can đảm hy sinh tính mạng thì thật là một việc làm quá phi thường.
chiếc thuyền rồng chao đảo ngả nghiêng, bà Bích Châu thanh thản để thị nữ Sông Trầm trang điểm cho mình. Thoáng chốc, bà đã châm thoa, xiêm gấm, hài thêu lộng lẫy bước ra. Trước mắt mọi người lúc này, vẻ đẹp của bà Bích Châu đang tỏa ánh hào quang như một vị thiên thần. Phải, chính đó là một vị ái phi mới 20 tuổi của nhà vua. Giai nhân tuyệt sắc ấy đang đứng ở vị thế là một nữ dũng tướng của quan quân triều Trần Duệ Tông. Vua Duệ Tông xót chút bỏ giáp trụ, thương cảm trong lớp hoàng bào. Ngài trịnh trọng đội mũ triều thiên để kính cẩn đưa tiễn ái phi dũng cảm ra đi. Sau đó vua truy tặng bà làm thần phi, mặc cho sóng đánh tối tấp, nước tràn lênh láng, bà Bích Châu vẫn tươi tắn đến sụp quỳ lại nhà vua, cầu chúc nhà vua bình tĩnh và đại thắng, rồi quay về hướng bắc lại cha mẹ, vái chào từ biệt hàng quan quân, trang nghiêm đến ngồi gọn vào trong lòng chiếc thuyền thoi nhỏ nhắn có cắm đại hoàng kỳ. Chiếc thuyền được quan quân thòng dây thả từ từ xuống biển, giữa những cơn sóng thần liên tiếp quật nước lên cao. Bà Bích Châu bình tĩnh nắm dây nhắm mắt, vừa đụng nước, chiếc thuyền lập tức quay vòng ngụp lặn với sóng cả rồi chìm lìm mất hút. Đem theo một trái tim rực rỡ ánh châu ngọc liêu ly nhập cõi thủy tận. Hai ngày sau bão mới ngớt, xác phu nhân Bích Châu nổi trên mặt biển, vẫn uy nghi trong bộ triều phục, nhấp nhô theo làn sóng bạc trôi dần vào bờ, được dân làng Kỳ Hoa vớt lên rước đi an táng. Cũng là lúc mà đoàn thuyền chiến của vua Trần Duệ Tông đã lướt tiến khá xa, chở đầy những bầu máu nóng sẵn sàng lao vào trận tiền với quyết tâm diệt giặc giữ yên bờ cõi, đền bù tâm nguyện của phu nhân Bích Châu trước giờ tử biệt. Thế nhưng, vì Trần Duệ Tông không nghe lời can gián, vẫn cho quân tiến sâu vào động Y Mang, đất Chiêm, nên bất ngờ bị trúng mưu của giặc Bà Ma. Một tướng của chế Bồng Nga, toàn quân tan rã, bản thân vua cũng bỏ mạng tại đây. Trong dân gian, còn có một truyền thuyết khác về cái chết của bà như sau. Khi quan quân nhà Trần đến cửa thị nại, vua Chiêm là chế Bồng Nga cho sứ giả đem vàng ngọc tới quan quân ta để trả hàng, nhưng sau đó lại bất ngờ tiến đánh vào lúc nửa đêm. Quân của Trần Duệ Tông bị tấn công bất ngờ, long thể nhà vua lại bất an, Nguyễn Thị Bích Châu cưỡi ngựa tả xung hữu đột cầm quân xung trận và không may bị trúng tên độc sau đó tư trần. Ba ngày sau vì vết thương quá nặng nhà vua cũng băng hà, quân nhà Trần rút về kinh đô khi tới địa điểm Châu Hoan vì sóng to gió lớn tàu thuyền phải ghé vào vũng Ô Tôn. Lúc này Trần Phế Đế mới lên ngôi nghe tin liền xuống chiếu rước linh cữu nhà vua về bằng đường bộ còn linh cữu thần phi đi bằng đường biển. Sau mấy ngày thời tiết không thuận lợi triều đình xuống chiếu cho an táng thần phi tại cửa khẩu. Nghi vấn về tính xác thực của nhân vật trong dòng lịch sử. Câu chuyện về bà Cung Phi Bích Châu được nhắc đến lần đầu trong tác phẩm truyền kỳ Tân Phả của nữ sĩ Hồng Hà. Từ đây người đời bắt đầu đặt ra nghi vấn về sự tồn tại của bà trong dòng chảy lịch sử. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đăng Na khi đối chiếu các tình tiết trong trục chính của cốt truyện với chính sử Việt Nam mà cụ thể là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Phần về Trần Duệ Tông và Lê Thánh Tông đã đưa ra một nhận xét rằng mọi chi tiết trong chuyện đền Thiêm Hải Khẩu của đoàn phu nhân đầu thế kỷ 18 đều khớp với lịch sử, chính xác đến từng năm, từng tháng và kể cả thời tiết của thế kỷ 14 đến 15. Trong một đoạn đánh giá khác, Nguyễn Đăng Na lại viết: nhưng đoàn thị điểm không làm sử, bà viết chuyện, tất cả các sự thật lịch sử chỉ là chất liệu để bà xây dựng chuyện. Bà thêm bớt chi tiết, chuyển đổi hình thức các sự kiện, nhằm thực hiện ý tưởng thẩm mỹ, làm cho câu chuyện sinh động. Như vậy, đền Thiêm Hải Khẩu là tác phẩm viết về việc thật người thật. Tuy nhiên, nhân vật chính của tác phẩm Cung Nhân Nguyễn Thị Bích Châu và bài kê Minh Thập Sách có giá trị tư tưởng to lớn mà bà dâng lên vua Duệ Tông lại chưa tìm được dấu vết trong các sử sách về đời Trần. Có chăng Hồng Hà nữ sĩ đã hư cấu nên nhân vật Bích Châu để truyền tải tư tưởng của bà, hay nàng cung nhân xinh đẹp và trí tuệ ấy là nhân vật lịch sử có thật? Trong cuốn Thơ Văn Lý Trần tập 3, xuất bản năm 1978, Phó giáo sư Trần Lê Sáng cũng đã coi Bích Châu là một tác giả và Kê Minh Thập Sách là tác phẩm của bà, dù vẫn còn đặt dưới dạng hồ nghi, nghĩa là còn cần tiếp tục đi tìm chứng cứ. Bài thơ sớm nhất nhắc đến ngôi đền chế thắng phu nhân là của vua Lê Thánh Tông, làm trong dịp nhà vua dẫn quân chinh phạt Chiêm Thành vào hai năm đầu niên hiệu Hồng Đức, được chép lại trong tập Minh Lương Cẩm Tú, nghỉ lại ở cửa biển Hà Hoa. Nội dung bài thơ được Đỗ Ngọc Toại dịch lại như sau. Mưa mai mù mịt cửa Hà Hoa, ngắm biển mênh mang bốn phía xa, mây mến đầu non lơ lửng đứng,
sóng theo con nước dập dờn qua, thủy tiên đầm nọ đầy xương dáng, chế thắng đền kia rực cỏ hoa, say tựa bên mui càng nảy hứng, lòng thơ dạ khách khó khuây khoa. Phía dưới bài thơ có một đoạn ghi chú, ghi lại hai mẩu chuyện truyền tụng trong dân gian về đầm thủy tiên và chế thắng phu nhân như sau. Bên trái cửa biển có núi Bản Độ, dưới chân núi có đầm nước từ các nơi đổ về. Dân địa phương thường thấy hai tiên nữ từ trong đầm đi ra, lên núi chơi ở chỗ bản đá. Chế Thắng là cung nữ của Trần Duệ Tông, nhà vua Nam Trinh, tới Kỳ Hoa gặp gió to, thuyền không qua được. Nhà vua bèn trai giới bí mật cầu đảo, đặt người cung nữ ấy lên chiếc mâm vàng để trôi trên mặt nước dâng cho thủy thần. Do có chuyện báo ơn đó nên thường linh ứng, người dân bèn lập đền thờ ở bên trái cửa biển, nay trong tự điển là Thượng Đẳng Thần, vũng dưới gọi là Vũng Nàng Loan Nương. Có thể lời chú giải này không phải là của Lê Thánh Tông mà là của người sao chép tập Minh Lương Cẩm Tú. Nhưng bài thơ đã có thể minh chứng rằng khi Lê Thánh Tông đi qua đây thì ngôi đền đã có rồi. Nó được xây dựng từ trước và có thể người công nhân của Duệ Tông cũng đã được phong mỹ hiệu Chế Thắng từ trước. Cho nên khi tập thơ được sao chép, người ta đã thấy bà có tên trong danh sách các thần được thờ ở cấp bậc thượng đẳng do triều đình quy định. Khi vua Lê Thánh Tông nghỉ lại ở cửa biển Hà Hoa, ngôi đền thờ Chế Thắng cỏ cây vẫn tươi tốt. Điều đó cho biết ngôi đền vẫn được phụng thờ, chăm sóc chu đáo và câu chuyện về bà vẫn được dân chúng lưu truyền trong dân gian. Còn nữa, cuộc Nam Trinh của Lê Thánh Tông cách cuộc Nam Trinh của Trần Duệ Tông chưa đầy 100 năm, tấm gương hy sinh của bà và câu chuyện hiến tế bi thương hãi hùng có phần chắc vẫn còn đậm tính thời sự. Một thiết chứng như vậy cho phép tin chắc Bích Châu là một nhân vật có thật trong lịch sử. Kết luận ấy còn được củng cố thêm bằng tác phẩm của nhiều văn nhân khác trong nhiều triều đại sau đó. Ví như, dưới thời Tây Sơn, khoảng sau năm 1789, Ngô Thì Nhậm trên đường vào Phú Xuân, nghỉ lại ở Dinh Cầu, phía bắc sông danh nay là Kỳ Anh, khi cảm nghĩ về thời cuộc cũng đã miêu tả cảnh cây cối tốt tươi nơi đền phu nhân như sau. Tế liễu lục thủy tiên thánh miếu, trường dương thúy kết thắng phi điền nghĩa là bên miếu tiên thánh rủ nhành liễu xanh, cây dương biếc cao, kết thành hoa tai bà phi Chế Thắng. Bên dưới, tác giả chú giải rằng, Chế Thắng phu nhân là thứ phi của Trần Duệ Tông, có miếu thờ ở cửa biển Xích Lỗ. Trong phần địa chí của Nghệ An ký, mục về sông núi, Bùi Dương Lịch viết rằng, núi Bản Độ, ở trên bờ biển thuộc xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Hoa. Mạch từ núi Vọng Liệu đến đây thì nổi lên, trên núi có cái đầm, tục truyền có tiên nữ đến chơi đầm ấy. Khi Trần Duệ Tông đi đánh Chiêm Thành, đi đến đó, thuyền không tiến lên được. Vua phải lấy một cung nhân cho ngồi lên chiếc mâm vàng thả xuống nước hiến cho thủy thần thì thuyền lại đi được. Này bên núi có đền thờ Chế Thắng phu nhân, dù lục tìm trong các cuốn chính sử đều không tìm thấy những ghi chép gì về Chế Thắng phu nhân. Nhưng, cứ theo tập quán thờ cúng lâu nay và những giai thoại trong dân gian kể lại, cũng như những nghiên cứu lịch sử hiện đại, thì có thể kết luận rằng Chế Thắng phu nhân có khả năng là một nhân vật có thật trong lịch sử. Còn cái tên Nguyễn Thị Bích Châu, có lẽ là do Đoàn Thị Điểm xây dựng lên trên nguyên mẫu là bà Chế Thắng một cung nhân mà khi Trần Duệ Tông Nam Trinh gặp giông bão đã dùng để hiến tế thần biển. Hiện nay, khu di tích đền thờ Chế Thắng phu nhân đã được xây dựng lại khang trang trên nền điện thờ khi xưa, tọa lạc trên địa phận xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Hàng năm, vào các ngày từ mùng 8 đến 11 tháng 2, người dân nơi đây lại long trọng tổ chức lễ dỗ cho bà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy like và đăng ký kênh. Đừng quên chia sẻ cảm nhận và góp ý cho người kể sử. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào!